Càng vào cuối năm, các hoạt động mua bán tại các chợ siêu thị cùng nhu cầu trang trí nhà cửa, công sở, doanh nghiệp phục vụ cho Tết Nguyên đán ngày một nhiều, tiềm ẩn những nguy cơ gây mất an toàn về phòng cháy chữa cháy. Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an quận Ngũ Hành Sơn đã lên kế hoạch triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền cộng với diễn tập phương án nhằm nâng cao nhận thức về phòng ngừa hỏa hoạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nhanh chóng, khẩn trương, một buổi thực tập phương án phòng cháy chữa cháy tại chợ Khuê Mỹ được diễn ra như thế. Tình huống đặt ra do hàng hóa trong chợ là chất dễ cháy lại gặp sự cố chập điện khi đám cháy lan nhanh hơn. Bằng những kiến thức được trang bị, nhân viên bảo vệ và tiểu thương tại chợ đã làm tốt công tác chữa cháy ban đầu, phối hợp với cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an quận Ngũ Hành Sơn dập tắt đám cháy hoàn toàn. Nhiều tiểu thương thực sự cảm thấy hào hứng khi được tham gia. Có những buổi diễn tập như thế này để là chị em chúng tôi ôn lại để những hiểu được những sâu sát hơn những việc phòng cháy chữa cháy được rõ ràng hơn để là phòng cháy chữa cháy được tốt hơn. Không riêng ở chợ Khuê Mỹ, ban quản lý các chợ quận Ngũ Hành Sơn còn phối hợp chặt chẽ với công an quận để thiết kế phương án riêng phù hợp với tình hình thực tế ở các chợ. Sau mỗi lần diễn tập đều có rút kinh nghiệm để đại diện cho các chợ cùng lưu tâm và chú trọng thực hiện. Công tác việc chúng tôi luôn nhận thức và đạt nâng cao trên các cơ sở thông qua các cái truyền thông và hệ thống loa và thông báo thường xuyên công tác phòng cháy chữa cháy. Đây cũng là một cái nội dung trong cái xây dựng thành phố Bảo Ngàn. Tại các cơ quan doanh nghiệp, trường học, nguy cơ xảy ra cháy là rất lớn. Việc thực hành phương án tại trường Mầm non Xanh Tuệ Đức và trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus vừa qua, có thêm phương án mới là bố trí xe thang tham gia cứu người từ các tầng cao. Cả thầy cô giáo và các em học sinh sinh viên đều được tham gia trực tiếp xử lý tình huống phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Em cũng hy vọng là trong tương lai, trường sẽ tiếp tục tổ chức những buổi phòng cháy chữa cháy như thế này để tiếp tục trao dồi những kỹ năng cho sinh viên và nhân viên trong những cái tình huống phòng cháy chữa cháy. Để có kỹ năng xử lý các sự cố cháy nổ có thể xảy ra, công tác tuyên truyền cũng được công an quận triển khai song hành. Việc nắm rõ bản chất và thực hành thuần thục sẽ giúp giảm thiểu hậu quả của cháy nổ, góp phần lan tỏa ý thức phòng cháy chữa cháy trong xã hội, nhất là vào dịp cuối năm.